nói với con người sự thật, đôi khi khắc nghiệt, nhưng bao giờ cũng dũng cảm củng cố cho con người lòng tin ở tương lai. Tôi mong muốn tác phẩm của mình giúp cho con người tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, thức tỉnh tình yêu đối với con người. Khát vọng đấu tranh cho lý tưởng nhân đạo và tiến bộ cho loài người. Đó là lời phát biểu của Solokhov trong lễ trao giải thưởng Nobel năm 1965. Em thưa thầy, thế giải thưởng Nobel năm 1965 bao nhiêu đô la hả thầy? Giải thưởng năm nay đến những 1 triệu đô la cơ. 1 triệu đô là bao nhiêu tiền Việt nhỉ? 15 tỷ, thế mà không biết. Ôi giời, chết thì thường thôi. Bố thằng May tỉnh tớ có vài chục tỷ. Ôi giời, Nobel là cái quái gì? Ừ. Ủa nó làm gì đấy? Làm gì đi, hỏi làm gì? Em cũng phải hỏi. Thôi thôi, các em trật tự. Xin các em tiếp tục học bài. Cô ơi, cà phê của cháu xong chưa ạ? Xong rồi. Em uống Lipton hay là Dima ạ? Cho em Dima dâu. Một Dima dâu cô ơi. Có hai. Đây. Cháu xin ạ. Thế đứa nào uống Dima dâu? Thưa cô là em ạ. Nóng hay đá? Nóng nực thế này chắc chắn là đá rồi. Dima dâu đá. Dima dâu đá. Dima dâu đá. Ta tiếp tục các em nhé. Solokhov là một trong số các nhà văn lớn của thế kỷ 20. Chuyện ngắn Số phận con người, ông viết năm 1957. Chứa đựng tầm khái quát sử thi hiện thực sâu rộng và lớn lao. Kết tinh của sự dồn nén tư duy suốt 10 năm trời của mình về chiến tranh, về số phận, về sức mạnh tinh thần của con người và nước Nga Xô Viết. Chú ý, hàm số y chỉ có giá trị khi x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Nếu hai tiếp tuyến cắt nhau tại T, thì hai tiếp diện qua hai đường sinh. Em ơi, là anh Bảo. Em thi khối A hả? Lò này xịn đấy. Vào là đỗ, 6.000 một buổi. Thầy Nghiêm 10 buổi, 60.000. Thầy Bình 16 buổi, 96.000. Nộp tiền đi, vào học luôn. Nộp tiền. Nhưng mà... Dạ, em... Em thi khối C ạ. Chồng đáng mày biết ngay là học văn. Nộp tiền đi. Học văn học nước ngoài, 8.000 một buổi. 20 buổi, vị chi là 160.000. Sao lại đắt thế ạ? Trời, văn học nước ngoài, hàng ngoại cơ mà. Dạ... Nhưng để em tìm hiểu đã. Ôi giời, sao lại phải tìm hiểu? Dạ, chúng nó dặn em phải gặp đích thực thầy Nguyên. Không thì gặp phải thầy Nguyên giả. Ôi giời, cầm, cầm ngay. Người khác mà nghe thấy, mày chẳng còn cái răng nào mà ăn cơm đâu. Muốn học thầy xịn hả? Học sinh tỉnh nào? Sao? Dạ, thầy Hậu Nam Định ạ. Bố làm nghề gì? Có muốn vào lò cao cấp không? Xịn 100% đấy. Mẹ em làm ruộng ạ. Mất thì dở quá cơ. Loại như em chỉ học đại trà thôi. Mà thôi, trả tiền anh gấp đôi đi. Anh bố trí cho vào học lớp thầy Nguyên dạy. Thầy Nguyên xịn đấy. Số phận là gì? Là từ ngữ chỉ những điều trong cuộc đời đến với con người ngoài ý muốn. Em xin phép thầy. Alo, bố ạ. À? Tuần này bố có về Hà Nội họp không? Còn hết mất tiền tiêu rồi. Dạ, 1 triệu đấy tín mi gửi về từ tuần trước cơ mà. Ôi dồi, hơn 1 tuần rồi. Số phận của nhân vật Sokolov không chỉ lựa chọn vào một mình anh, mà còn vùi dập biết bao nhiêu con người. Những hạt cát bị sức mạnh phũ phàng của chiến tranh thổi bạt. Chiến tranh đã tước đoạt những gì quý giá nhất của họ. Quê hương, gia đình, tình yêu, hy vọng. Sokolov
vẫn kiên cường đứng vững. Các em phải nhớ lấy mấy câu trong tác phẩm để minh họa như: cặp mắt nguội lạnh lúc nào cũng buồn thê thảm, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Như trái tim tôi suy kiệt, chai sạn vì đau khổ. Như quả tim của tôi đã rệu rã lắm rồi. Đôi khi tự nhiên nó nhói lên, thắt lại. Tôi chỉ sợ lúc nào đó nó đang ngủ mà tôi chết luôn. Tôi chết luôn, câu đó ai dịch nghe miền liền quá. Anh uống nước đi. Cô ơi, ở gần đây có ai bán ô mai không? Cô mua hộ cháu. Có, cô có sẵn đây rồi. Qua phần bình giảng về những số phận bị chiến tranh vùi dập của tác phẩm, các em chỉ cần nhớ những nét chính như vậy. Em thưa thầy, thầy có quả quyết đề thi năm nay hỏi về văn học Nga không ạ? Không ai dám quả quyết. Nhưng có thể là xu hướng. Này, IC của mày trục trặc à? Thầy Nguyên mà giảng bài nào thì cứ đớp lấy bài ấy mà học cho nó chắc. Bố hay mà quả quyết được. Mày định học một bài để đi thi à? Tôi xin phân tích tiếp phần thứ hai của bài. Lòng nhân ái vượt lên số phận. Đây có lò luyện thi đại học không hả cô? Thi đại học ấy hả? Vâng. Thi trường nào đến trường đó mà luyện? Lò này đang cần người đây. Cô ơi, nếu cháu đỗ vào đại học, cô cho cháu về lò này làm cô nhá. Để cháu lấy tiền ăn học. Cháu gửi cô tiền nước ạ. Cháu giả cho tất cả à? Vâng, vâng ạ. Hôm nay nó giả tất. Alo, tôi xin nghe đây. Dạ, chào chị Xuyến. Dạ, có ạ. Dạ, có việc gì xin chị cứ trao đổi trực tiếp với tôi. Dạ, vâng, vâng. Dạ, mời chị đến nhà. Dạ. Đây đâu đây? Lên xe rồi, xuống lên bộ xe đi. Lên bộ đi. Xuống mà đi xe nhà nước cho rẻ con ạ. Cái nón của em này. Này. Trả tiền cho tôi, trả tiền tôi đây. Ờ ấy. Trả cho tiền tôi này. Tiền. Mày đi từng ấy cây số mày định quỵt cùng người ta. Đi ra. Đi thôi. Trả tiền cho tôi. Đứng lại. Trả lại tiền cho tôi. Anh ơi. Gì thế em? Anh ơi, đuổi theo cái xe kia của em, nó cướp tiền của em. Lên xe. Anh đi sang bên
đuổi xe. Thằng lơ xe kia kìa, đấy, nó đang đứng đấy. Trả tiền cho tôi ngay, anh có trả không thì bảo. Còn lâu, còn nhãi, chúng mày cũng muốn xuống chuộc không thì bảo. Nếu anh giữ tiền của người ta thì phải giả ngay đi, không thoát được đâu. Tôi mà gọi cảnh sát 113 ấy, thì anh tách việc đấy. Giả cho nó đi. Ôi trời ơi, có 10.000 thôi à? Anh cứ tưởng là hàng trăm. Em muốn bên anh một vai sẵn bắt cướp nhà bác à? 10.000 mà anh cho là bèo bọt à? Ở quê em kiếm 1.000 cũng khó, không như thành phố các anh. Thế đi đâu đây? Lên Hà Nội luyện thi đại học. Anh có cho cô bé nghèo này đi nhờ không? Lên xe đi. Tôi cũng lên đó luyện thi đại học đấy. Em học lo nào? Chưa biết, em thích nhất môn văn. Phải tìm đúng thầy Nguyên mà học. Trên đấy nhiều lò lắm, không khéo học phải thầy Nguyên giả đấy. Dạ. Chị uống nước. Vâng. Chị Tuyết ơi, động viên thầy Nguyên cố dạy thêm một ca đêm nữa. Tôi giả 600.000 đồng một tiết, vị chi là 12 triệu trong 3 tuần. Như vậy là tôi đã trả chị cao hơn là 100.000 đồng một tiết rồi đấy. Vâng, chị đợi cho một lát. Cô ơi, làm ơn cho cháu hỏi, thầy Nguyên trong ngõ này, thầy Nguyễn Đức Nguyên đấy ạ. Luyện thi phải không? Chọc cùng bên trái. Cảm ơn cô ạ. Này anh ơi, ui giời, lại dịch giọt gì, bỏ ngay đi cho em nhờ. Này, ra đây. Này, có một hợp đồng mới đây này. Bà Xuyến bà mời anh dạy một cua ban đêm, 20 tiết. Hả? Một cua nữa? Trời ơi, sức tôi làm sao mà kham nổi. Thế tại sao anh lại kham được cái hợp đồng dịch sách kia? Nửa năm trời mới được 500-600 trang. Cả năm trời, nhà xuất bản mới xó được vài triệu. Thôi, dẹp ngay đi. Để bao giờ về hưu, mới phải vớ lấy cái cần câu cơm ấy. Giảng viên đại học như anh, còn có vài năm nữa thôi phải về hưu rồi. Phải nhanh tay mà guồng tát chứ. Ban ngày tôi đã guồng tát cuồng loạn cho cô. Ban đêm, cô lại trưng dụng tôi nốt. Cô phải hiểu rằng dịch sách Nga là niềm đam mê của tôi. Rồi ạ, đam mê. Dựng vợ, gả chồng, mua nhà cho con cái xong, túi sạch bách. Thế mà còn đam mê múa bút cạo giấy. Đam mê mải đít quần cho đến tận khi xuống lỗ hay sao? Anh ký đi. Nhà giáo như anh, có mấy người mà ký một chữ ra mấy chục triệu đâu. Anh ký đi. Ký. Chị thông cảm. Anh Nguyên nhà em anh ấy không còn sức nữa. Tôi cũng đoán là như thế. Thôi, nếu thầy không giảng thì tôi gửi chị 200.000 đồng một tiết. Nhưng chị phải nói với thầy, nếu có ai hỏi thì thầy phải nhận là thầy có giảng nhé. Vậy là có một thầy khác dạy thay, mang tên thầy Nguyên nhà em à? Thì có sao đâu. Đấy là tôi lo xa, đề phòng thanh tra. Chứ còn về lý á, trên đời này thiếu gì thầy giáo tên là Nguyên. Hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Chị ký thay thầy Nguyên cũng được.
ký vào đây. Một chữ ký, lĩnh 4 triệu đồng, sướng nhá. Đúng rồi, có chữ KT là được rồi. Chị Tuyết này, cái lò siêu luyện của chị vẫn hoạt động tốt chứ? Dạ, nhà em cứ khăng khăng chỉ nhận dạy mỗi một cua cho các cô, các cậu, con nhà trời thôi. Thật là mỗi nhà, mỗi cảnh. Tôi mà có ông chồng như chị thì thật là tuyệt. Chết chết, 1 triệu một tiết, thu hoạch từ A đến Z, thì tôi đâu đến nỗi phải mở lò như thế này. Thế ông xã nhà chị vẫn ăn lương nhà nước à? Cũng không đến nỗi ấy. Có cửa hàng bán quạt tàu trong chợ rời. Nhưng mấy năm nay phong trào điều hòa lên cao, cho nên quạt ế ẩm lắm. Đấy, tôi mà không mở bung ra 2 cái lò luyện thi thì có mà chết cháy. Chứ đâu được như nhà chị, chồng nổi danh, nhà tầng, con cái đã thành gia thất. Thôi tôi về nhá. Dạ. À, chị Tuyết này, chị dạ. Có hay đi siêu thị không? Có, mỗi một lần. Con gái nó đưa đi. Không ai như chị, chủ một siêu thị chữ lại chả đoái hoài gì đến các siêu thị khác. Thôi, chúng mình đi siêu thị đi. Có gì đến đấy mà mua hàng? Nghe nói, vào đấy chỉ đốt tiền. Đốt tiền cũng là một thú chơi đấy bà. Thôi, chúng mình đi đi. Hôm nay tôi bao chị để cảm tạ thầy Nguyên. Mà có khi cũng phải đi thật, để cho chồng em sáng mắt ra, trở về với đời thường. Đợi em nhé, đợi em. Chị lên xe đi. Vâng, vâng. Xe đi chứ. Ai đây? Dạ thưa thầy, em đây ạ. Có việc gì thế? Thưa thầy, thầy có thư ạ. Thư của ai đấy cháu? Dạ, thư ở dưới quê ạ. Nguyên ơi, thầy Nguyễn Đức Nguyên còn nhớ tôi không? Chuẩn đây, Lê Ngọc Chuẩn Hải Hậu đây. Tôi có một đứa cháu giỏi văn, yêu văn, lên Hà Nội xin luyện thi đại học. Tôi gửi Nguyên giúp đỡ. Chuyện dài, tôi sẽ lên chơi sau. Em là cháu thầy Chuẩn à? Dạ vâng ạ. Cháu nội hay cháu ngoại? Dạ, em thưa thầy, cháu xã hội ạ. Thế em đã thi vào lớp nào chưa? Dạ, em có thể vào nhà xin thầy hớp nước được không ạ? Mời em vào nhà. Uống nước đi em. Dạ. Thế bố mẹ em làm gì ở quê? Dạ, bố em là liệt sĩ, mẹ em làm ruộng. Gạo Hải Hậu ngon có tiếng chắc thầy đã biết ạ. Thế em tên là gì? Uống nước đi em. Dạ. Tên em là Võ Đức Nguyệt.
Em rất thích tên em vì suýt trùng với tên thầy ạ. Thầy Chuẩn bảo thời trẻ thầy Nguyên cũng hay làm thơ, em cũng làm được vài bài thơ, có bài được đăng báo tỉnh đấy thầy ạ. Thầy Chuẩn bây giờ về hưu rồi, thầy làm chủ tịch hội cựu chiến binh ở huyện, em gọi là ông cho tiện. Ông em không biết địa chỉ của thầy đâu, chỉ biết láng máng là thầy luyện thi rất giỏi, tiếng tăm của thầy bay về khắp tỉnh nhà đấy ạ. Ông em kể ông em trước là hiệu trưởng mà thầy là giáo viên. Năm đó hiệu trưởng cùng với học sinh nhà trường nhập ngũ, mẹ em cũng đi bộ đội đợt ấy. Mẹ em là kim tước. Ông Chuẩn em bảo á, cứ nhắc đến tên mẹ em thì bất cứ giá nào thầy Nguyên cũng giúp đỡ ạ. Thầy có đọc thơ của em không ạ? Dạ, em chào thầy ạ. Có việc gì thế em? Em là... Dạ, em là Kim Tước ạ. Sáng nay em được học buổi đầu tiên của thầy dạy. Chắc thầy mới về trường nên chưa biết tên em ạ. Nhưng hình như em đã biết tên thầy từ năm ngoái rồi ạ. Dạ, thưa thầy, Đức Nguyên, tác giả bài thơ này có phải của thầy không ạ? Bài hẹn ngày thầy trở lại. Ba lô nặng, bước chân ta nhẹ bẫng. Đường Trường Sơn vai gánh cả bầu trời. Rừng đồng hành, gió căng ngực cầm hơi. Những cánh hoa phượng đỏ, những nét môi hồng trò yêu. Hẹn ngày thầy trở lại. Mái lá trường reo bay, bảng chép bài giang dở. Hẹn ngày thầy trở lại. Thầy là lính, ra đi dù mãi mãi. Vẫn trở về trên bục giảng, các trò ơi. Em thưa thầy, em đọc thơ có điều gì làm cho thầy... Không. Em là độc giả đầu tiên mà tôi được gặp. Tôi nghĩ... không biết còn ai đồng cảm với thơ tôi như em nữa không? Em thưa thầy, ví dụ em xin phép được sửa một từ trong câu kết của thầy. Thầy có chịu nổi không ạ? Chịu nổi không? Làm gì đến nỗi thế? Ngôn ngữ tiếng Việt ta rất phong phú. Chỉ có đồng cảm lắm thì độc giả mới bảo tác giả sửa thơ. Chào đồng chí. Có chuyện gì mà thầy trò đứng nói chuyện trong ngoài song cửa như thế kia? Chả là học trò góp ý về thơ của thầy. Em chào thầy hiệu trưởng ạ. Em xin phép hai thầy, em về ạ. Em cứ vào đây đã. Dạ... cho em xin phép ạ. Tôi mới ở trên huyện về. Hôm nay nó đánh ở ga. Máy bay nó lượn vòng xa. Mình ngại nên về muộn. Đồng chí Nguyên này, hồ sơ của đồng chí trên vẫn chưa chuyển về, nên huyện khó làm lương cho đồng chí. Mới trả thật. Học kỳ 1 nó phải thi lại môn văn. Chính là do mấy ông trên hội văn nghệ đăng mấy bài thơ của nó. Cuối năm thì tốt nghiệp phổ thông. Có lẽ đồng chí phải phụ đạo thêm cho nó thôi. Này, có hai việc chính đồng chí Nguyên ạ. Đồng chí là bộ đội về, đồng chí có thể giúp nhà trường môn quân sự được không? Thứ hai là tình hình có thể vào chiến dịch lớn, địch có thể đánh phá dữ dội. Nhà trường chuẩn bị phương án sơ tán. Mời anh uống nước ạ. Mình xin. Còn với Kim Tước, đồng chí bớt bàn luận thơ ca đi. Những điều thầy dặn, em nhớ kỹ chưa? Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 15 giờ. Em xin thầy, thầy cứ cho em vào học lớp đại trà, do chính thầy dạy cũng được ạ. Nguyệt, em đừng để tôi phụ lòng thầy Chuẩn. Vâng, em xin, em về ạ.
Em chào thầy ạ. À. Hiện của em định thay vào chữ chờ của thầy. Thầy thấy nghĩa nó hẹp quá, cụ thể quá. Ta nên giữ chữ chờ. Cụ ý nói là dù thầy có hy sinh, đi mãi mãi, học trò vẫn thấy thầy trở về trên bục giảng, bao la hơn, ẩn dụ hơn. Trời, em xin lỗi, em cảm ơn thầy ạ. Vô tình em đã được nghe thầy bình thơ như một bài giảng. Em sáng dạ ra. Thầy ạ, có khi thầy viết những câu đó thầy chưa tự phân tích hết ạ? À, đúng đúng. Nghệ thuật mà cứ theo một khuôn mẫu, phân tích rồi mới hoàn chỉnh thì bại. Đặc biệt là thơ. Thơ là hồn. Khi tâm hồn trong sáng, nhân cách trong sáng, thì thơ mới khái quát rộng được, thì quảng đại quần chúng mới chấp nhận được. Thầy, em xin phép gửi thầy một bài thơ em làm. Tuy bài này em rất thích, nhưng em mong thầy cứ nhận xét. Nếu thơ em có chẳng ra gì thì em cũng cam chịu ạ. Tôi tin rằng ngược lại. Nó đánh Hà Nội, nó về qua đây. À, thầy, lúc khác thầy phê cũng được. Em xin đọc ngay ạ. Ừ. Thầy giảng câu thơ hay, sao lòng thầy bối rối, mắt thầy chẳng nhìn ai, giọng thầy trao ôi lạnh. Thầy hãy nhìn chúng em, mắt chúng em đang mong, môi chúng em muốn nói, thầy giảng từ đáy lòng. Lớp hôm nay buồn thế. Tiếng thở dài ai đấy, lặng im nghe như không, giấu đi kẻo thầy buồn. Thầy ơi hãy nhìn em, dù chỉ thoáng một lần, em sẽ gắng thôi miên truyền gửi thầy sức sống. À, thầy, em làm bài thơ này tặng thầy Đôn ạ. Thầy dạy chúng em học kỳ 1. Chán trường, chán lớp, thầy đã đi rồi. Bài thơ này không níu kéo được thầy Đôn ở lại sao? Ừ, không không. Em đâu dám tặng cho thầy Đôn. Thầy Đôn không thích thơ ạ. Hôm nay em mạnh dạn đưa cho thầy. Thầy là độc giả đầu tiên của em ạ. Bài thơ làm cho thầy buồn ư? À, không không. Tôi rất xúc động. Thank you.
Nguyên. Anh, anh thử chiếc áo này xem, cỡ L đấy. Với chiếc cà la vạt này nữa xem có hợp không. Ơ, sao thế? Ơ, cái cô này làm gì đây? Rạch hết bây giờ. Nhà vừa có khách. Cô Kim Tước ngày xưa đến tìm anh phải không? Thì khách là ai? Một em học sinh đến xin học. Sao nó lại tìm được cái nhà này? Nó ở đâu đến? Hải Hậu. Hải Hậu? Sao anh nặng lòng với Hải Hậu thế? Nó tên là gì? Nguyệt. Họ gì? Võ Đức Nguyệt. À, Võ Đức Nguyệt, Nguyễn Đức Nguyên à? Võ Đức Nguyệt à? Bao nhiêu tuổi? Luyện thi đại học. Vậy là 18 đôi 10. Thằng Tường nhà mình là 25. Không phải con tôi đâu. Sao cô hèn mặt thế? Làm sao mà em không bối rối được khi nghe cái tên Võ Đức Nguyệt gần giống cái tên anh. Còn tên cô Kim Tước ngày ấy sao gần giống với tên con trai Nguyễn Kim Tường nhà mình. Thôi anh ơi, chuyện đã qua, ta xếp vào ký ức vậy. Này, thế anh nhận con Nguyệt vào học chứ? Ừ. Tiền đâu? Trò đã khất đến cuối tháng. Chắc là con nhà dân quen. Trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, những nội dung ngoài đáp án quy định theo thang điểm, các em có thể phân tích, phát triển để lấy thêm điểm trội. Có nghĩa điểm chuẩn có thể là 8, nhưng các em sẽ được 9 nếu như em nào biết trong bài thơ Tây Tiến Quang Dũng đã bỏ đi một chữ. Các em cứ hình dung coi như đây là một câu hỏi phụ. Em thưa thầy, như vậy là ta phân tích ngoài nội dung của đề thi có phải không ạ? Đúng. Em nào có thể tìm ra nội dung ấy? Em thưa thầy. Mời em. Thưa thầy, bài thơ mới đầu có tên là Nhớ Tây Tiến. Sau này, Quang Dũng đã bỏ đi chữ nhớ, bỏ bớt chữ, đã làm mạch câu thơ không bị lộ, lại tô đậm được hai chữ quan trọng nhất, Tây Tiến. Bỏ chữ nhớ, hồn bài thơ được mở rộng hơn, đặc biệt là hai câu mở đầu sau hai chữ Tây Tiến là sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Tác giả không những đã nhớ Tây Tiến mà còn gọi nữa ạ. Thưa thầy cô, hôm nay thứ sáu cuối tuần, cho phép em về sớm ạ. Nguyệt! 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 Có chuyện gì thế? Dạ không ạ, em có việc riêng thôi mà. Em ra bến xe à? Để anh đưa đi. Không không, em không về quê đâu, anh cứ vào tiếp đi. Em xin phép thầy ạ. Nguyệt! Em vào nói với các bạn, thầy cho nghỉ giải lao. Dạ. Em quen Nguyệt à? Không ạ, em tình cờ gặp nó. Hôm ở quê lên, em gặp nó bị bọn lơ xe đuổi xuống mà không trả lại tiền vé. Em giúp nó đuổi theo đòi lại bằng được. Bao nhiêu? 10.000. Có 10.000 à? Rồi sao nữa? Nó hỏi nhà thầy Nguyên à? Dạ, không ạ. Nó chỉ bảo lên đây luyện thi đại học. Em dặn nó bao lo phải chú ý,
không thì học phải thầy già. Mới làm được 2 ngày đã chảnh mạng. Ta đã dặn chiều thứ 6 cuối tuần khách họ nghỉ sớm. Chưa chị đã đòi lĩnh lương. Ta đã bảo thử thách đã. Cứ liệu hồn đấy. Trả đâu bà chủ ơi. Có ngay, có ngay. Thầy quạt đi rồi mang vào cho khách. Mang ngay cặp này vào cho khách đi nhá. Vâng ạ. Cháu sẽ không đến muộn nữa đâu ạ. Tác giả không những đã nhớ Tây Tiến mà còn gọi nữa. Thưa thầy, em rất thích và chắc là thầy cũng mê bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Sao? Em cũng biết chuyện của tôi à? Không không, em chỉ hỏi thầy thế thôi. Vì em thấy bài thơ Hẹn Ngày Trở Lại có sự đồng cảm. Thầy cho phép em thì em mới dám nói ạ. Em cứ nói, rất có thể em phát hiện ra mà tôi lại không biết. Trong bài thơ của thầy có câu: đường Trường Sơn vai gánh cả bầu trời. Trong bài thơ Tây Tiến lại có câu: heo hút cồn mây súng ngửi trời. Em đọc thơ của thầy, đọc đi đọc lại, nghĩ đến thầy. Rồi em tưởng tượng ra trong lúc thầy đi bê. Bài thơ Tây Tiến làm động lực cho thầy hành quân vững bước. Thầy ạ, thơ của thầy, thơ của Quang Dũng làm em chỉ muốn bỏ học, lao vào đời lính, rồi làm thơ, rồi sau này được nhớ lại. Nhưng làm sao em kiếm được bài Tây Tiến? Bài này đã được đưa vào trong chương trình trích giảng văn học không? Em chép tay được từ bản chính. Hình tượng anh bộ đội rất lãng mạn, gian khổ, hy sinh, mà vẫn hy vọng lạc quan. Phải là người cùng trong cuộc hành quân, phải là anh bộ đội đa cảm mới diễn tả được chất bi hùng. Ôi, bài thơ làm cho em ngưỡng mộ, say mê đời lính. Thế mà thầy lại gặp rắc rối về Tây Tiến ấy. Sao lại thế ạ? Đi bê ra, đáng lẽ thầy được đi Liên Xô học thêm. Thầy lại vô duyên, đã đề xuất ý kiến đưa bài Tây Tiến vào giảng văn lớp 10. Thế là do bất đồng với cơ quan nên thầy xin về đây dạy. Thầy xin về đây ạ? Hóa ra lại là hay. Vậy là thơ của Quang Dũng giúp em được gặp thầy. Được đứng bên thầy lúc này. Ôi, thơ Quang Dũng đã đưa Đức Nguyên về với em. Đồng chí Nguyên đây à? Kim Tước, em về học bài đi. Tôi có chuyện hội ý riêng với thầy Nguyên. Dạ. Em xin phép thầy ạ. Có chuyện gì nghiêm trọng thế đồng chí? Đồng chí Nguyên ạ, có một việc cần thông báo. Nhưng nhân thể đây, với tinh thần bảo vệ và xây dựng, tôi nhắc nhở để đồng chí biết, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, đồng chí lại sóng đôi với Kim Tước, e không tiện. Học sinh họ nhìn lên, dân lang họ nhìn vào, sẽ có những ấn tượng không hay, thiếu lành mạnh. Đồng chí có thể là người kiên định lập trường thầy trò, nhưng Kim Tước là một cô bé mới lớn, lại có tính lãng mạn. Các cụ ngày xưa đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đồng chí có thông báo gì mới cứ nói. Còn việc Kim Tước hãy tạm gác sang một bên. Tôi nói để đồng chí rút kinh nghiệm. Có việc hệ trọng mới đây. Chiến trường Việt Nam sắp vào chiến dịch lớn. Đồng chí bí mật nhé. Tôi có thể nhập ngũ. Trên đề nghị trường ta đề xuất mà đồng chí thay tôi làm hiệu trưởng.
Đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ. Xin phép đồng chí cho tôi nói ngay, tôi không đề xuất tôi. Ông ạ, nếu gặp thầy, ông cứ thản nhiên xem thầy có nhận ra ông không nhé. Ừ. Ông sợ là ông trông thấy thôi. Ông không nén được. Chuẩn hả? Anh Chuẩn. Nguyên. Chuẩn đây. Anh Chuẩn. Có phải em đưa ông đến tìm thầy không? Vâng ạ. Những cây nguyệt nó đi cùng với chúng mình thì vui biết mấy. Nó phải đi làm, đến học còn chả đủ thời gian nữa. Tao vào đây anh. Mình mang sẵn yến gạo tám, để phòng cậu mời mình về nhà, để có quà làm quen với các bà. Chứ cô Tuyết với chúng mình cũng là bạn đồng nghiệp, cũng dạy văn, nhưng đối với mình lại là người xa lạ, khó thân nhau lắm. Cô ấy có tốt đến mấy mà nghe nói mình ở Hải Hậu lên, tránh ra khỏi nghi ngại. Mừng quá, cậu lại mời mình vào đây. Anh Chuẩn này, ta thử ăn cá nước ngọt xem sao nhé. Nhất chi. Cho một cá chép chiên nhá. Dạ vâng ạ. Cậu. Sao lại là tiền? Tiền học tháng đầu của cháu Nguyệt. Cho nó bằng chị bằng em. Nhưng là tiền của ai? Của ai thì của. Miễn sao cậu cứ nhận cho. Cô ấy mong đừng cho cháu Nguyệt biết chuyện ngày xưa của mẹ nó với cậu. Cô ấy bây giờ ra sao? Hết chiến tranh, cô ấy trở về có ý ngóng tìm cậu. Khi biết tin cậu đã đi Liên Xô học, cô ấy buồn lắm. Xã bố trí cho cô ấy làm việc ở ủy ban. Đến khi cô ấy biết cậu đã lấy vợ rồi có con ở bên ấy, cô ấy thất vọng đến suy sụp. Bọn mình động viên, cô ấy lại gắng gượng lại được. Rồi cô ấy lấy anh bạn đồng ngũ thời chiến tranh. Anh ta người miền Trung. Khi sinh ra được đứa con thì anh chồng lại hy sinh trên mặt trận giả phá bom mìn ở Quảng Trị. Khi đẻ con, cô ấy khai sinh cho cháu là Võ Đức Nguyệt. Chỉ có mình hiểu, cái tên đó là cả nỗi lòng của Kim Tước. Rất nhiều người ướm hỏi cô ấy, nhưng cô ấy đều từ chối. Có lần Kim Tước tâm sự với mình rằng có một đứa con gần giống tên cậu là đủ rồi.
Đồng chí Nguyên, tôi vừa đến nhà tìm đồng chí. Chắc chúng ta cùng tìm nhau về vấn đề Kim Tước đấy. Đồng chí Nguyên, việc đồng chí cản trở Kim Tước nhập ngũ là không thể chấp nhận được. Trường chúng ta đã đủ chỉ tiêu. Kim Tước là một học sinh có triển vọng. Thế đi bộ đội là những người không có triển vọng à? Đồng chí Nguyên, tôi tưởng đồng chí đã thức tỉnh. Đồng chí còn phải thử thách nhiều. Đồng chí đừng lấy tình cảm cá nhân để cản trở việc nước. Kim Tước có lại trình bày với tôi là tôi yêu đồng chí. Thế có chết không? Tôi đã đoán trước được mọi vấn đề. Tôi đã nhắc nhở đồng chí nhiều rồi. Tôi thấy để Kim Tước nhập ngũ đợt này là giải pháp tốt nhất để cứu vãn đồng chí. Thôi, tôi về. Đồng chí vào động viên cô ấy để cô ấy phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đó là hành động để đồng chí chuộc lỗi cho mình. Hợp với nguyện vọng của em. Đã có lần tôi nghe em thổ lộ, em đọc thơ tôi, rồi thơ Quang Dũng, bị cuốn hút vào cuộc đời người chiến sĩ. Thầy, em mong ngày chiến thắng. Đứa học sinh chứ không phải thầy ở trong thơ. Trở về vẫn thấy thầy đứng ở trên bục giảng. Thầy có chờ em không? Không thể nào khác được. Thầy về đây gặp em. Một tâm hồn thầy không bao giờ quên. Chúc em chân cứng đá mềm. Thưa thầy, em cứ nhớ mãi buổi bình giảng về Lev Tolstoy. Thầy đã hỏi em rằng trong tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình, em thích nhân vật nào nhất? Em bảo Natasha. Thầy đã nhìn em với ánh mắt khác thường. Đến khi em biết thầy đang sống trong tâm trạng buồn chán, thì em hiểu ngay rằng Natasha đã cứu rỗi tâm hồn của Andrei. Nên thầy mới nhìn em như vậy. Thầy chờ em nhé. Em thưa thầy, trong tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình, em thích nhất nhân vật Natasha. Natasha hồn nhiên, trong sáng, lãng mạn một cách tuyệt vời, đã thức tỉnh Andrei Bolkonsky, đang sống vô vị, chán trường. Hai tâm trạng của hai nhân vật dường như trái ngược nhau mà lại hòa quyện, làm sức sống cho nhau. Thầy nghĩ là em rất thích nhân vật Natasha. Vâng ạ, nhân vật Natasha đã cuốn hút em suốt hai tập tiểu thuyết ạ. Thầy hiểu. Thầy hiểu. Các em, hôm nay chúng ta phân tích về tâm trạng của hai nhân vật Natasha và Andrei. Alo, ông là ai ạ? Hoài Nam nào nhỉ? Có việc ạ. Các em chờ một lát nhé. Cần lắm ạ. Alo, Hoài Nam đấy à? Thơ này, nào nhỉ? Chiến tranh và Hòa bình học từ năm lớp 11 mà không thấy xuất hiện. Tại sao lại dùng để ôn thi đại học nhỉ? Đã bảo rồi, thầy cho ôn chắc là có chủ ý. Mà kỳ này đề thi hỏi đến có khi.
Thi đại học là kiến thức của cả cấp phổ thông trung học, chứ đâu chỉ riêng lớp 12. Đúng. Những bài thơ mà cậu bảo của Dĩ Vãng không được công bố, giờ đã đổi ý chưa? Mình muốn đăng một trang thơ của tuổi trẻ xa xưa, chứ không như những đống thơ hiện đại đang ở trước mặt tớ đây này. Được, được. Tìm thấy tác giả rồi à? Không cần xin phép à? À, đúng, 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 đúng. Cô ấy tặng cậu là cậu có quyền rồi. À, à. Thưa thầy, em gửi ra cho thầy một bài thơ mới. Em hy vọng là thầy không quên cô học trò nhỏ. Và em nhờ thầy đặt tên hộ em. Ta bắt đền tháng năm, phá tung một góc trời phượng đỏ, và gió lật tung những trang vở mùa thi. Mùa hạ chờ ta, khi mùa xuân ra đi, ta bắt đền tháng năm, kỷ niệm xưa nằm lại. Con tàu chở trời xanh đi mãi, mùa hạ thành dân ca. Ta bắt đền tháng năm, cõng sao về đêm thành sâu thẳm, mắt học trò nồng nàn trong nắng, buồn xôn xao. Lặng im là tháng năm, cồn cào là ta, đã bao lần người trở về như thế, và mỗi lần ta biết mình không thể bắt đền tháng năm. Gia tài, đúng là một gia tài, một gia tài để lại cho đứa con. In một trang thơ có 5-6 bài, phí phạm nhỏ nhoi quá. Thế còn bài nào nữa không? Còn, nhưng thất lạc hết. Để tôi cố nhớ lại. À mà này, hồi đó, những lúc nhớ về Kim Tước, chắc cậu có làm thơ. Chắc chắn là có. Sao lại không được nhỉ? Một mối tình học trò trong sáng cháy bỏng như thế. Có nhiều, nhưng mình không gửi ra chiến trường được. Sau này, vợ mình đốt hết. Đốt nhỉ? Đốt làm sao được? Những bài thơ còn hằn mãi trong tim cậu. Cậu chép lại ngay. Tớ sẽ cho in một tập thơ, một thiên tinh sử của cô Kim Tước và cậu Đức Nguyên ngày xưa. Ta sẽ đặt tên là Chuyện tình thầy giáo dạy văn. Chưa đủ. Nhưng không sao, việc ấy sẽ nghĩ ra ngay. Chắc chắn sẽ là một tập thơ hay. Tớ sẽ cho các bạn đồng nghiệp đọc trước, lăng xê lên tất cả các mặt báo. Lúc ấy ta mới phát hành. Bán được bao nhiêu tiền cho con bé Nguyệt ăn học. Việc này tớ sẽ đưa ngay vào kế hoạch năm tới. Thôi, khỏi cần đưa vào kế hoạch nữa. Ông cứ để tôi bỏ tiền ra in. Này, nhưng nhớ là chỉ in thơ của Kim Tước thôi đấy. Đừng có in thơ của tôi, cải lương lắm. Được như thế này là tôi đã... Đừng nói nữa. Cậu định xin cảm ơn tớ chứ gì? Tớ mà ra tay ấy thì... Tất nhiên rồi. Làm nghề biên tập như ông ấy, trong tay có một lúc hàng vạn bài thơ tình, ông xào xáo kiểu gì mà chả xong. Này, ông Đức Nguyên, xào xáo mãi có lúc phải làm món riêng cho mình chứ. Cũng như ông, lò luyện, luyện lò mãi, rồi có lúc phải luyện cho chính ông nữa chứ. Đây này, mảnh đời riêng của ông cũng là của tôi đấy. À, trời ơi! Này, mấy ngày hôm nay tôi thấy ông như hồn bay phách lạc. Hóa ra là hồn ông bay về với Kim Tước. Bé mồm. Bây giờ ông định làm sao đây? Hả? Ông định làm lại cuộc đời chắc? Hả? Ông định vun đống cho tàn, dựng túp lều tranh cho hai trái tim bằng vàng à? Này, ông hãy nhớ cho, chính tôi với ông mới xây dựng cái cơ ngơi này lên từ túp lều tranh đấy. Tôi xin cô. Cô bé mồm cho. Cô đến trước hàng xóm đấy. Thôi được rồi. À mà này, có thật là con Nguyệt nó xin cất đến cuối tháng mới đóng tiền học không? Hả? Ừ, nó còn phải kiếm tiền, cuối tháng mới có lương. Nó kiếm tiền bằng cách nào? Không biết.
Thế nó trọ ở đâu? Không biết. Ông có biết địa chỉ của bố mẹ nó không? Đã bảo là không biết mà lại... Ngày mai tôi cho con bé nghỉ học. Con bé này nó có lòng tự trọng. Đấy là một điểm yếu. Tôi chỉ cần thổi vào tai nó. Thầy Nguyên là người tình đầu tiên của mẹ mày đấy. Thế là xong. Hồi ồn đấy. Cô mà đánh vào lòng tự trọng của nó thì tôi đánh vào lòng tham lam của cô. Còn bé mà bỏ học thì cả lớp này nghỉ theo. Nghe chưa? Làm á? Thôi, cũng được. Thôi cũng được. Thế thì thôi, để cho anh nghe nhạc hợp hơn. Không không không, anh chỉ không lời em làm thơ thôi. Em đọc đi. Thực lòng chứ? Có cần anh phải thề không? Không được cắt nửa chừng đâu nhá. Ừ. Hoa cúc mùa chưa thu, đầu đề đấy. Một trời hoa cúc trắng nở trong mùa chưa thu, sinh nhật em 18, mắt long lanh nước hồ. Em loài hoa bé nhỏ, khép cánh đêm dại khờ, em cả mùa mất ngủ, viết tên anh vào thơ. Sinh nhật mùa chưa thu, nơi gió là giông bão, cánh buồm từng trao đà, chúng mình đừng xa nhau. Để em tin ngày sau, đến mùa thu cúc nở, để em tin rằng gió đang hát lời yêu thương. Để em tin con đường nối anh với em mãi mãi. Sao? Nhà thách phải không? Sao lại nói nơi gió là giông bão? Quê miền biển. Thế là thơ đã ngấm vào anh rồi đấy. Em đã yêu rồi. Đơn phương. Giả thế. Sao không bắn cho đối phương chết đi? Xem đã. Nguyệt này, anh khám phá ra nhiều cái mới ở trong em. Gì? Già thế? Xin tốt chuyện thơ, chuyện tình yêu ở đây nhé. Anh bảo này. Anh hẹn em ra đây hôm nay. Về nhà hãy xem. Hôm nọ em chào bảo anh là thầy Nguyên có dặn nếu cô Tiết hỏi tiền cứ bảo chịu. Em cầm lấy, mai đưa cho cô ấy sẽ nể hơn. Sao nhỡ 1 triệu? Thế đấy. Anh cất ngay đi. Em sợ tiền à? Không, em rất cần tiền, rất quý tiền, nhưng là những đồng tiền do em kiếm ra. Nhưng tiền này có phải của anh kiếm ra đâu. Tiền của bố mẹ anh cho. Nó ra cái quái gì đâu.
anh đã đốt nó bừa bãi. Bây giờ anh muốn biến nó trở thành những đồng tiền có ý nghĩa. Anh gửi em, chỉ mong em tập trung để học. Anh đang cần thay đổi lối sống. Để hai bà xin chúng mày nhá. Anh về đi. Anh đi. Dạ, cô... cho em đóng tiền học ạ. Cô xin em. Vâng, em chào cô, em về ạ. Này, Nguyệt, lại đây cô bảo. Dạ. Lần sau đến học, đi sớm một tí. Cô thấy em hôm nào cũng mùi khói, mùi mỡ. Đến sớm, tắm rồi vào học nhé. Vâng, vâng. Em cảm ơn cô, em về ạ. Anh đi đi. Nếu anh còn theo dõi em, xem em ăn ngủ ở đâu, là hèn đấy. Anh... đi đi, em bảo anh đi cơ mà. Ừ. Anh Hiền này, đã bao giờ anh được người ta trả tờ ngân phiếu 1 triệu này chưa? Chắc là chưa hả? Này, còn chuyện này nữa. Chiều mai anh có bận gì không? Hội thảo. Lần này dứt khoát anh phải vắng mặt. Chiều mai anh phải đến lò bà Xuyến. Dậy một tiết. Chỉ một tiết thôi. Hả? Thế là thế nào? Chả là ngày mai lò luyện thi của bà ấy có đoàn kiểm tra. Bà ấy vừa phone bảo anh phải có mặt. Hả? Dậy đề trăng sáng đời thừa của Nam Cao. Trăng sáng đời thừa? Thế là thế nào? Làm gì mà anh hoảng hốt lên thế? Anh có nhớ mình đã từ chối cái hợp đồng vào các chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu của bà Xuyến không? Thì em đã vớ được cái cua ở nhà mình ý, nên bà phải nhặt một thầy khác dạy thay anh với tỷ lệ 3/2. 3/2 nghĩa là thế nào? Đúng là người trong tủ kính. Nghĩa là thầy kia dạy ăn 300, còn mình không dạy ăn 200. Tiền em nhận trước rồi, quên thông báo anh. Thành phố kỳ này kiểm tra gắt gao. Chiều mai đoàn thanh tra đến, anh phải đến tận đấy dậy để người ta xác nhận đích thực là thầy Nguyên thật chứ không phải thầy Nguyên tưởng. Các bà buôn bán lừa đảo đến thế kìa. Thầy có muốn vào nhà hay không thì tùy. Em cũng định đi tìm con người, nói với nó chuyển lớp khác mà học.
thầy vẫn còn dạy văn. Tôi đang là thầy giáo dạy văn. Tôi đang cố gắng dạy được văn tốt như ngày xưa ấy. Em còn nhớ không? Ngày ấy, em đã cho tôi đọc một đoạn trong nhật ký của em. Có chép một đoạn văn rất hay. Trích trong truyện ngắn Số phận một con người của Solokhov ấy. Liệu có ích gì không hả thầy? Tôi còn nhớ lắm. Này nhá, con người ta dù tận thiện hay nguội lạnh với cuộc đời đến đâu đi chăng nữa, nhưng đến khi gặp cảnh phũ phàng của số phận, cũng thấy bản chất người của mình trỗi dậy từ đáy lòng sâu kín nhất. Tôi về đây để đưa tận tay tác giả tập thơ này. Thầy cho em nhiều thế. Ta bắt đèn tháng năm, phá tung một góc trời phượng đỏ, và gió lật tung những trang vở mùa thi. Mùa hạ chờ ta, mùa xuân ra đi. Ta bắt đèn tháng năm, kỷ niệm xưa nằm lại. Con tàu chở trời xanh đi mãi, mùa hạ thành dân ga. Ta bắt đèn tháng năm, cõng sao về đêm thành sâu thẳm. Mắt học trò nồng nàn chóc nặng, bụi sao lặng im là tháng năm, cồn cào là ta. Đã bao lần người trở về như thế, và mỗi lần ta biết mình không thể bắt đèn tháng năm.